Câu hỏi của Nhung Cao. Tuổi kỵ trong hôn nhân có ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này của vợ chồng không? Chẳng hạn như có bị nghèo, sách bói nói không như tuổi Tỵ và tuổi Thân, tiến đến hôn nhân thì sẽ bị nghèo và không tốt. Quan niệm tuổi kỵ trong hôn nhân đó là một hình thái mê tín và được phần lớn các nền văn hóa châu Á chấp nhận. Như Trung Hoa thì có nhiều loại bói toán liên hệ đến tuổi hợp, tuổi kỵ trong đối tác, trong hôn nhân và trong người thân gia đình. Ấn Độ cũng có tử vi riêng về lĩnh vực này. Thường người Trung Hoa cho rằng đó, những người rơi vào cái tuổi tứ hình xung thường khắc khẩu trực tiếp, nên hôn nhân nó không bền vững, như là dần thân tỵ hệ, tí ngọ mẹo dậu, thìn túc sủ mùi, cái là hai cái tuổi đầu nó đi liền nhau á, như là trong cái sáu cặp mà tôi vừa nêu đó thì được gọi là xung khắc trực tiếp. Ví dụ là tí ngọ mẹo dậu thì tí với ngọ là trực tiếp, mẹo với dậu là trực tiếp, còn tí với mẹo, ngọ với dậu thì nó là gián tiếp, nó nhẹ hơn. Thì thực ra không có bằng chứng khoa học, không có bằng chứng nhân quả về vấn đề này. Nó chỉ là một dạng quy nạp dân gian thôi, quy nạp tùy tiện. Chúng ta không nên tin. Trong bất cứ một mối quan hệ, dù là gia đình, dân sự, xã hội và đặc biệt là hôn nhân, không bao giờ có hiện tượng cơm lành canh ngọt từ đầu chí cuối vậy. Nếu các bạn có phước từ kiếp trước, mà phước đó là do cái lối sống của các bạn mà ra, thì ở kiếp này đó, đối với thời gian đời sống vợ chồng rất hòa thuận thì đó là hạnh phúc. Và khi mà hòa thuận rồi đó thì vợ và chồng đó trở thành là hai cái đầu, bốn cái tay, hai cái thân, sức lực mạnh hơn gấp đôi. Đồng tâm hiệp lực thì cái việc làm ăn của các bạn sẽ phất lên rất là nhanh. Thế còn hiện tượng trong hôn nhân mà kèn xuôi trống ngược đó, chắc chắn là làm ăn thua lỗ rồi, vì có tinh thần đâu làm ăn. Có ngày cứ cãi lộn nhau ngoài, nói một câu kẻ hồi đáp lại một câu, người nói một câu kẻ đáp lại bốn câu. Tinh thần mệt mỏi căng thẳng thì lúc các bạn giao tiếp khách hàng đó, cái ám ảnh đó nó có làm cho các bạn dễ bực dọc, thậm chí là gì, giận cái chém thớt. Và thớt đây là khách hàng. Thế các bạn cũng không đủ bình tĩnh để tìm ra những cái giải pháp tốt nhất để phát triển doanh nghiệp của các bạn nữa. Dĩ nhiên như vậy là cái việc mà khắc khẩu, cãi lộn, bắt đầu quan điểm, ý kiến, lập trường, lý tưởng giữa vợ và chồng đó sẽ làm cho hạnh phúc vợ chồng đó khó đảm bảo. Mà khi hạnh phúc vợ chồng đảm bảo thì các bạn đã bị tách cái sức mạnh để làm đôi rồi, thì sự đầu tư trong làm ăn của các bạn cũng bị trục trặc. Cái đó là có. Nhưng mà cái đó mà khi mình nói ra là do cái tuổi A nghịch với tuổi B thì cái đó các bạn đang bị chấp sai. Còn á, giữa chúng ta và người khác luôn luôn có hiện tượng thuận với người A nhưng không thuận với người B, thì đừng để đến tuổi gì cho mệt. Trên quả địa cầu này nó có hàng ngàn loài động vật khác nhau, mà đại diện cho loài động vật có 12 con giáp thôi, làm sao chuẩn được. Thế như là cái tử vi của phương Tây nó có con bồ cạp. Con bồ cạp đó trong cái tử vi của châu Á này có đâu. Nên là làm sao chuẩn được. Trong quan hệ hôn nhân, nếu các bạn hiểu Phật, có thực tập Phật Pháp và thực tập có kết quả, thì dù các bạn có khó tính cỡ nào, gặp người khác khó tính cỡ nào, hai bên đụng nhau, chỉ cần một bên chấp gã thôi là có vấn đề.
các bạn biết dừng lại kịp thời, tương nhượng, tức là nhường nhịn lẫn nhau, thì các cái trục trặc lớn đó, nó trở thành nhỏ, nhỏ trở thành là không có gì. Đó là nhờ kết quả của sự thực tập, vẫn có thể vượt qua được chứ. Còn nếu các bạn tin vào cái tuổi đó nha, lỡ lấy một cái người mà theo là cái văn hóa mê tín đó, hai cái tuổi này là kỵ nhau, thì mỗi một trục trặc nhỏ nó làm cho bạn ám ảnh à, hèn gì thầy bố đã nói rồi, tuổi này là kỵ nhau, thì nên thôi ly dị. Thì từ cái nhỏ các bạn xuất thành lớn. Lời phán quyết sai của các loại bói toán tạo ra cái tiền đề vẽ rắn thêm chân, vẽ đường cho hưu chạy theo hướng tiêu cực, đổ thừa, chấp nhận số phận an bài, và do đó nó làm cho các bạn bị thất bại trong việc nỗ lực cá tính của mình, cũng như là nỗ lực để hài hòa với cá tính của người khác trong quan hệ gia đình, hôn nhân, dân sự, xã hội, kinh doanh và các mối quan hệ khác. Cho nên các bạn đừng bận tâm đến cái tuổi ha. Theo quan niệm của dân gian là tuổi thuận, tuổi không thuận, là tuổi tốt, tuổi xấu, đừng để ý tới cái đó. Khi các bạn tìm hiểu nhau thấy là có phù hợp với nhau không, hợp cái nó đến với nhau liền, không hợp cái là đói nhau, nó chỗ nhau liền. Và đừng để cho yếu tố ngoại hình nó chi phối mình. Vì yếu tố ngoại hình chi phối rồi thì các bạn không đánh giá chúng xác được nữa, không có phát hiện ra cái khéo léo che đậy những cái thói hư tật xấu của người mình quen. Các bạn phải có cái thời gian dài tìm hiểu để đỡ những cái sai sót trong sự lựa chọn người bạn đời. Nói tóm lại, Đức Phật xem các loại bói toán là nghề tà. Người tu học Phật, đặc biệt là Phật tử tại gia, nên noi gương Đức Phật, không nên xem tuổi tốt xấu, ngày lành ngày xấu, vì nó trái với văn hóa Phật giáo và nó không có lợi ích cho các bạn trong cuộc sống thực tiễn. Các bạn hãy dùng trí tuệ, sự hiểu biết, tâm từ bi, rộng lượng, bao dung, hỷ xả, không cố chấp, không chấp ngã, không cao ngạo, thì những cái việc là va chạm dẫn đến xung đột, mâu thuẫn cao đó, các bạn cũng có thể tháo mở được. Còn nếu không làm được như thế đó, thì dầu cho việc cưới người thuận tuổi với nhau cũng ly dị như thường thôi. Ở Hoa Kỳ sau 5 năm hôn nhân trung bình có 51% ly dị, ở châu Âu từ 35-50% ly dị. Mà trước khi đến đông dân người ta đều có tuổi cả đấy. Thế nên cái tuổi không phải là cái chuyện quyết định thành công hay thất bại trong hôn nhân, mà là lối sống và sự hiểu biết hay là kém hiểu biết thôi, có cố chấp hay không cố chấp thôi, là nhớ những yếu tố đó.